Top 10 loại nước ép trái cây có lợi nhất cho sức khỏe Trái cây và nước ép trái cây là một trong những thực phẩm vô cùng lành mạnh và đem lại hiệu quả cao đối với sức khỏe mà mọi người đều nên sử dụng thường xuyên. Hãy cùng tìm hiểu 10 loại nước ép và công dụng tuyệt vời mà nó đem đến cho sức khỏe của bạn và gia đình nhé. 1. Nước ép cà chua Cà chua có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe. Ngoài tác dụng giảm cân và đẹp da, trắng da, nước ép cà chua còn là thần dược đối với hệ tiêu hóa, rất tốt cho đại tràng và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Ngoài ra, loại nước ép rất giàu vitamin C này, rất tốt cho tóc, xương, gan, tụy và hệ tim mạch, giúp giảm cholesterol trong máu. Cà chua còn là nguồn cung cấp lycopene, phong phú giúp giảm nguy cơ gây nên bệnh ung thư. 1 đến 2 ly nước ép cà chua mỗi ngày là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho sức khỏe của bạn và gia đình. Lưu ý khi ép nước cà chua, tốt nhất nên loại bỏ cả hạt và vỏ cà chua. 2. Nước ép cam. Nước ép cam chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ. Uống một ly nước cam cung cấp tới hơn 50% nhu cầu của cơ thể đối với vitamin C cho mọi người. Nước ép cam với hàm lượng cao các chất có lợi cho sức khỏe, vừa là thần dược dành cho da, tăng cường thể lực, hỗ trợ tiêu hóa và là chất chống ung thư mạnh mẽ. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý việc sử dụng nước cam với một liều lượng vừa phải đối với những người bị bệnh dạ dày, tá tràng và đang sử dụng kháng sinh. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng uống nước cam vào buổi sáng sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe. 3. Nước ép cà rốt. Nước ép cà rốt chứa hàm lượng cao các chất có lợi cho sức khỏe như magie, kali, canxi và là nguồn cung cấp dồi dào beta-carotene, carotenoid, axit alpha-lipoic các loại vitamin vân vân. Nước ép cà rốt có công dụng rất tuyệt vời trong việc tăng khả năng điều tiết của cơ thể, tăng cường thị lực, tăng cường quá trình trao đổi chất, nâng cao hệ miễn dịch, kháng khuẩn, giải độc, hạ đường huyết, ngăn ngừa ung thư. Loại nước ép này cũng nằm trong những thức uống giảm cân đẹp da ưa thích của rất nhiều chị em phụ nữ. Nước ép cà rốt còn là thức uống nhuận tràng giúp điều trị táo bón mà bác sĩ khuyên dùng. Tuy nhiên không nên lạm dụng quá nhiều sẽ gây ra các bệnh như vàng da, rối loạn kinh nguyệt, ngộ độc natri, vân vân. 4. Nước ép bưởi, ngoài công dụng giảm cân, đánh tan mỡ bụng nhanh chóng được nhiều người biết đến, nước ép bưởi còn là loại nước ép có khả năng phòng chống ung thư cao nhất trong các loại quả bởi khả năng tiêu diệt các gốc tự do có hại, gây ra nguyên nhân bệnh ung thư cho cơ thể, chất lycopene chứa trong nước ép bưởi còn giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, giống như nước ép cam vì chứa thành phần vitamin C cao nên cần sử dụng loại nước ép này một cách hợp lý, tránh lạm dụng. 5. Nước ép táo, đây cũng là một trong các loại nước ép giảm cân vô cùng hiệu quả của các chị em phụ nữ. Nước ép táo có một lượng lớn các loại vitamin như A, C, B1, B2, K là những chất chống oxy hóa rất có lợi cho hệ miễn dịch và cơ thể. Loại nước ép này còn giúp điều trị bệnh thiếu máu, viêm khớp mãn tính và giúp làm giảm lượng cholesterol trong máu. Trong nước ép táo còn chứa nguyên tố bo giúp xương khỏe mạnh. 6. Nước ép dưa hấu Nước ép dưa hấu có nhiều công dụng thần kỳ đối với sức khỏe. Ngoài là loại nước ép giải khát phổ biến, nước ép dưa hấu còn là liều thuốc tự nhiên rất tốt cho cơ thể. Loại nước ép này giúp giảm cân, tăng cường năng lượng, hỗ trợ xương chắc khỏe, chống mệt mỏi và giúp phục hồi cơ bắp do lượng axit amin có tên là l citrulline Có nhiều trong loại trái cây này. 7. Nước ép dứa Ngoài tác dụng giảm cân thường gặp, nước ép dứa còn đem lại rất nhiều lợi ích mà ai cũng phải nên biết. Nước ép dứa chứa rất nhiều vitamin C, mangan, đồng, folate và là loại trái cây duy nhất chứa bromelain, một loại hợp chất thực vật. Chất bromelain chứa trong nước ép dứa theo nghiên cứu có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm triệu chứng sổ mũi, giúp mau lành những vết thương nhỏ, đặc biệt là căng nhức cơ, bong gân Bên cạnh đó, nước ép dứa chứa khá nhiều chất chống oxy hóa và có khả năng phòng chống ung thư Những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép dứa còn có tác dụng giúp giảm triệu chứng của bệnh hen, đau thất ngực, viêm phế quản Và làm giảm hiện tượng sưng phồng bầm dập và đau đớn đối với những sản phụ trải qua các phẫu thuật nhỏ trong khi sinh 8. Nước ép nho Quả nho có chứa hàng loạt các chất có lợi cho sức khỏe, ít có loại quả nào sánh bằng. Nước ép nho có khả năng chống lão hóa cao, giảm và hạn chế sự hình thành nếp nhăn là lựa chọn của rất nhiều chị em phụ nữ. Trong quả nho chứa rất nhiều khoáng chất bao gồm calcium, đồng, iodin, phosphorus, sắt và kali. Nước nho có thể giúp chữa những chứng bệnh như táo bón, bệnh tim, gút, viêm khớp, lao phổi các vấn đề về gan, trĩ và những loại dị ứng khác nhau. Nước ép nho còn giúp phòng chống cảm lạnh, làm trắng răng, giảm cân, bảo vệ tim, giảm lượng đường trong máu, chống viêm, giúp phục hồi cơ bắp. Ngoài ra, uống nước ép nho mỗi ngày giúp bảo vệ tim và phòng tránh các căn bệnh ung thư. 9. Nước ép bí đao Nước ép bí đao rất mát, ít đường, chất béo, được biết đến như thần dược giảm béo vô cùng hiệu quả. Các nhà nghiên cứu cho biết bí đao có hàm lượng natri rất thấp nên có tác dụng trị liệu tốt đối với những bệnh sơ cứng động mạch, bệnh động mạch vành, viêm thận, phù thủng, bệnh cao huyết áp và béo phì. Ngoài ra nước ép bí đao còn có nhiều công dụng khác như chống say nắng, say nóng, giải ngộ độc, thức ăn dạng nhẹ chữa sốt nóng, háo khát do nhiệt, vân vân. Tuy nhiên bạn cần lưu ý một chút vì bí đao có tính mát nên đối với những người có cơ địa lạnh thì nên giảm liều lượng một chút và uống tăng dần từ ít đến nhiều, không nên quá lạm dụng. 10. Nước ép ổi Quả ổi có giá trị dinh dưỡng rất cao, chứa ít chất béo bão hòa, cholesterol và natri, nhưng chứa nhiều chất xơ, vitamin C, A, kẽm, kali và mangan. Uống nước ép ổi thường xuyên và đúng cách có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp, giảm cân và một số tác dụng chữa bệnh khác. Nước ép ổi chứa lượng vitamin C tuyệt vời, giúp chống lão hóa và hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Ngoài ra, loại nước ép dinh dưỡng này còn tăng cường hệ miễn dịch. Giảm đường huyết, ngăn ngừa tiêu chảy táo bón và bảo vệ cơ thể chống ung thư. Lưu ý không uống nước ép ổi đối với quả còn non, xanh. Khi ép nước ổi tốt nhất nên gọt bỏ vỏ. Nước ép trái cây chính là bài thuốc tự nhiên đáng tin cậy và vô cùng hiệu quả đối với sức khỏe con người. Duy trì thói quen sử dụng nước ép trái cây đều đặn mỗi ngày để có thân hình tràn đầy sức sống và sức khỏe dồi dào cho cả gia đình nhé bạn.